Xin công khai người yêu, khóa môi cực ngọt, dùng AI giấu mặt nhưng ai cũng đoán ra. Cơ mà cú twist bất ngờ nhất là có tận 2 đáp án. Hôm qua, cô nàng hot TikToker Xin đã chính thức công khai người yêu. Nàng ta đăng tải clip làm quà tặng handmade cho nửa kia của mình cùng caption: công khai người yêu là AI, lãng mạn không tốn tiền nhưng mà mất 2 đêm thức trắng. Sau đó là cảnh chàng trai mở quà và khóa môi Xin cực ngọt. Ngay lập tức, fan lâu năm của cô nàng đã nhận định gương mặt sau lớp AI filter kia chính là Ngô Đình Nam nhờ kiểu tóc và vóc dáng. Trùng hợp là Ngô Đình Nam cũng đăng clip nắm tay Xin, cả hai cùng chọn nhạc nền là ca khúc Chúng Ta Của Sau Này mới được Sơn Tùng MTB phát hành. Quá chuẩn luôn! Trong lúc hội đẩy thuyền, Xin Nam đang lâng lâng sung sướng thì nhiều người lại cho rằng anh chàng trong clip là Nay Win, một hot TikToker có tận 1,5 triệu follower và cũng sở hữu nhan sắc không phải dạng vừa đâu, nhờ chi tiết chiếc vòng tay. Một số người thì nghi vấn và cho rằng Nay Win đã có bạn gái và Ngô Đình Nam cũng có một chiếc vòng tương tự. Hiện cuộc tranh luận vẫn đang vô cùng sôi nổi và không biết ai mới là đáp án cho nửa kia của Xin. Theo bạn, chàng trai bí ẩn đó là ai? Comment suy nghĩ của bạn cho TV Trend được biết với nha. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng TV Trends, like, share và subscribe để cùng chúng mình cập nhật những xu hướng mới nhất và những tin tức nóng hổi nhất.